Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa thứ hai ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị, sáng nay ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nghe Sở Du lịch báo cáo công tác tổ chức diễn đàn chính sách địa phương chuyên đề phát triển du lịch xanh và bền vững. Theo lãnh đạo Sở Du lịch, đến nay công tác chuẩn bị cho diễn đàn chính sách địa phương chuyên đề phát triển du lịch xanh và bền vững đang được thực hiện chu đáo. Diễn đàn sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 tại thành phố Nha Trang. Tại diễn đàn, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp du lịch sẽ trình bày tham luận và thảo luận nội dung du lịch kết hợp thể thao, di sản văn hóa, điện ảnh và con người, hướng đi xanh và bền vững trong việc phát triển du lịch xanh tại Khánh Hòa, kinh nghiệm vận hành hệ thống kinh doanh theo mô hình thân thiện gần gũi môi trường trong tình hình hiện nay, giải pháp phát triển du lịch thông minh tại tỉnh Khánh Hòa, tiềm năng, cơ hội đột phá phát triển du lịch xanh và bền vững tại Khánh Hòa. Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo của Sở Du lịch, yêu cầu Sở Du lịch rà soát nội dung của các bài tham luận phải ngắn gọn, xúc tích, thời gian trình bày từ 7 đến 12 phút một bài, phải phù hợp với chủ đề diễn đàn. Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam ngày 21 tháng 4, Ngày sách và Bản quyền thế giới ngày 23 tháng 4 và kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang, Hội sách tỉnh Khánh Hòa đã được khai mạc vào sáng nay tại Trường Đại học Khánh Hòa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu đã đến dự và phát biểu khai mạc hội sách. Đến dự hội sách còn có lãnh đạo của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở ngành và đơn vị hữu quan cùng các tác giả, độc giả tỉnh Khánh Hòa. Với chủ đề Sách hay cần bạn đọc, các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba diễn ra trên toàn quốc nhằm xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức và cộng đồng. Qua đó tôn vinh người đọc, người sáng tác, các tổ chức cá nhân có đóng góp cho sự phát triển văn hóa đọc. Hội sách tỉnh Khánh Hòa năm 2024 là điểm đến kết nối, lan tỏa tình yêu sách, văn hóa đọc đến với cộng đồng, đặc biệt là học sinh sinh viên. Chính đơn vị tham gia hội sách là Sở Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Khánh Hòa, Nhà sách Phahasa Nha Trang, Thư viện tỉnh, Học viện Hải quân, Hội văn học nghệ thuật tỉnh và Hội tem tỉnh Khánh Hòa. Tổng số lượng sách trưng bày bán giá ưu đãi tại hội sách là gần 3.400 đầu sách với tổng số 5.000 cuốn sách. Với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, hội sách tỉnh Khánh Hòa diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 4 năm 2024. Những năm gần đây, Thư viện huyện Vạn Ninh có nhiều sáng tạo trong hoạt động tổ chức đã thu hút bạn đọc đến tham quan, sưu tầm nhiều hơn. Trong đó, tổ chức ngày tọa đàm sách ngày 21 tháng 4 và hội thi kể chuyện sách đã trở thành hoạt động chính hàng năm. Không chỉ góp phần tạo sân chơi cho các bạn trẻ yêu thích sách, đam mê đọc sách, mà còn tạo cơ hội cho các tầng lớp bạn đọc có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kiến thức, tạo sự lan tỏa tích cực trong việc xây dựng và hình thành văn hóa đọc trong nhân dân. Em Nguyễn Ngọc Thịnh ở xã Vạn Thắng thường xuyên đến thư viện mỗi tuần. Theo chia sẻ của Thịnh, sở thích đọc sách của em bắt đầu từ lớp 6. Ban đầu chọn sách truyện tranh, sách tham khảo để đọc. Sau đó em đọc nhiều thể loại như sách dạy kỹ năng sống, sách về danh nhân, sách lịch sử, địa lý, v.v. Đến nay, vì đọc sách như một thói quen, hễ khi trống thời gian ở nhà hay ở trường học, em đều tìm đến thư viện đọc sách. Đọc sách thì giúp em, thứ nhất là bổ sung kiến thức cho em, thứ hai là bồi bổ tâm hồn và bồi bổ tâm hồn em một cách tích cực về giúp em có nhiều góc nhìn hơn về cuộc sống, suy ngẫm hơn về những điều mà người khác làm, từ đó giúp em sống lạc quan tích cực hơn. Là độc giả gắn liền với thư viện huyện Vạn Ninh nhiều năm qua, tham dự hầu hết tọa đàm giới thiệu sách, các hội thi, nhà thơ Dương Đăng Huệ thường trú tại thị trấn Vàng Giả cho biết, thực trạng bạn đọc hiện nay đến thư viện đã giảm hơn trước, một phần do tốc độ phát triển nhanh của điện thoại thông minh, phần nữa đối tượng bạn đọc là cán bộ hưu trí ở xa thư viện, lớn tuổi khó khăn đi lại hay học sinh sinh viên khi cần mới đến thư viện. Chỉ có ngoại lệ những bạn đọc gắn bó lâu năm với thư viện mới thường xuyên. Có lẽ chúng ta cũng nên có cái tìm tòi cái nguồn sách, sách nào đọc có thể để cái giới nào cũng có thể đọc mà cảm thấy mình là trong đó, hoặc là có cái để ở xã hội để mình cần đọc để mà mình tiếp thu cái kiến thức đó vào trong đầu đi. Trung bình một năm thư viện huyện Vạn Ninh cấp khoảng 250 thẻ đọc, cuốn sách tại thư viện luôn đa dạng, được bổ sung thường xuyên sách mới, trưng bày nhân các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, thu hút nhiều bạn đọc đến tham quan, tra cứu tư liệu. Với số lượng là 13.926 bản sách các loại, trong quý 1 năm nay, Thư viện huyện Vạn Ninh đã phục vụ cho hơn 1.200 lượt độc giả với trên 2.387 lượt sách báo luân chuyển.
Thời gian sắp tới thì tổ văn hóa thể thao sẽ tham mưu với lãnh đạo trung tâm văn hóa thông tin và thể thao tổ chức các cái hoạt động trưng bày sách nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Bên cạnh đó là tham gia hội thi kể chuyện sách cấp tỉnh do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức, phát động cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2024. Quan trọng hơn nữa là bổ sung nguồn tài liệu phong phú với phù hợp với cái nhu cầu của độc giả hiện nay. Cùng với việc đầu tư các loại sách báo đáp ứng nhu cầu đọc tại chỗ, Thư viện huyện Bạc Ninh đã phối hợp với thư viện trường học, thư viện xã để luân chuyển sách báo đến rộng rãi các địa phương đơn vị, tạo thuận lợi cho việc tìm hiểu kiến thức pháp luật, trồng trọt, chăn nuôi, kỹ năng sống, góp phần mang lại món ăn tinh thần bổ ích, từ đó hình thành thói quen đọc sách trong nhân dân. Chuyển sang nội dung khác, thông tin từ chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh, sau 9 ngày xảy ra sự cố sạt lở hầm bãi gió khu vực đèo Cả thuộc địa phận xã Đại Lãnh, huyện Bạc Ninh. Tối hôm qua, ngành đường sắt đã hoàn thành việc khắc phục sự cố, chính thức thông tuyến đường sắt Bắc Nam. Trước khi thông tuyến, ngành đường sắt đã cho vận hành thử nghiệm tàu công trình có 8 toa chạy vào hầm bãi gió để thử tải. Tàu đi từ phía Nam ra phía Bắc hầm, sau đó quay chiều ngược lại. Qua đánh giá, đường hầm đã đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông. Đúng 18 giờ 50 phút, tàu SE8 đang dừng ở ga Giả, huyện Phàng Ninh, được lệnh rời ga. Đây là tàu đầu tiên qua hầm bãi gió khi thông tuyến. Về đường bộ, hôm nay, các phương tiện ô tô sẽ được đi qua đèo Cả. Trong 9 ngày qua, tại khu vực hầm đường sắt bãi gió luôn có khoảng 250 công nhân kỹ sư có mặt tại công trường, được chia làm nhiều mũi thi công khoan neo, dựng khung sắt, tăng kết cấu vỏ hầm và các mũi khoan từ phía đỉnh xuống vị trí sạt lở với khoảng cách hơn 23 mét để bơm bê tông gia cố. Các mũi thi công đã thực hiện 37 mũi khoan neo bên trong hầm phun vữa bê tông áp suất cao, giúp làm cứng, gia cố kết cấu với vòm hầm. Hai mũi khoan từ trên đỉnh núi xuống vị trí sạt lở, vừa giúp quan sát kết cấu đất đá ở vị trí sạt lở bằng camera, vừa giúp chuyên gia xác định tình trạng ở vỏ hầm để thực hiện khoan bên trong. Nhờ sự nỗ lực của nhiều đơn vị, việc thông hầm đã xong sớm so với thời gian dự kiến. Từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5, Trường Đại học Nha Trang tổ chức khóa đào tạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp liên quan đến theo dõi, kiểm soát và giám sát. Đây là khóa tập huấn thứ hai được tổ chức trong khuôn khổ dự án khóa đào tạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định liên quan đến theo dõi, kiểm soát và giám sát và chương trình trao đổi cán bộ, gọi tắt là dự án IUU. Tham dự khóa học có 40 học viên đến từ các nước Đông Nam Á, Đông Timor, Papua, New Guinea. Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên kiến thức lý thuyết, thực hành liên quan tới việc theo dõi, kiểm soát, giám sát nghề cá nhằm giải quyết hiệu quả vấn đề khai thác IUU ở Đông Nam Á. Học viên sẽ được giới thiệu và chia sẻ kiến thức về khuôn khổ pháp lý và quy định quốc gia, khu vực và quốc tế liên quan đến chống khai thác IUU, nhận diện, vận dụng công cụ, công nghệ và quy trình góp phần quản lý nghề cá hiệu quả trong khu vực. Ngoài ra, học viên được hướng dẫn kỹ năng lập kế hoạch vận hành, điều tra tàu cá để xác định khả năng khai thác IUU, nắm bắt các khía cạnh xã hội trong đánh bắt thủy sản ở Đông Nam Á. Dự án do Bộ Nông lâm Thủy sản Australia tài trợ, thực hiện từ năm 2023 đến năm 2026, tổ chức 3 khóa đào tạo, mỗi khóa gồm 2 đợt học tập và tham quan thực tế. Sau một tuần làm việc khẩn trương nghiêm túc, hội thi xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm tỉnh Khánh Hòa năm học 2023-2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã bế mạc vào sáng nay tại thành phố Nha Trang. 24 đơn vị đại diện 8 phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố tham gia 24 hoạt động dự thi, trong đó có 14 hoạt động giáo dục và 10 hoạt động nuôi dưỡng với 2 nội dung. Tổ chức hoạt động giáo dục dựa trên điều kiện môi trường được xây dựng bên ngoài lớp học và tổ chức hoạt động nuôi dưỡng tại cơ sở giáo dục mầm non. Theo đánh giá của ban tổ chức, các đơn vị dự thi đã có sáng tạo, chỉnh chu trong từng nội dung thi, hoạt động thực hành được đầu tư công phu. Giáo viên, nhân viên dự thi đã thể hiện nỗ lực, trách nhiệm cao, có tinh thần học hỏi. Qua hội thi cho thấy, nhiều đơn vị đã xây dựng tốt môi trường trong và ngoài lớp học. Môi trường bếp ăn phù hợp với nhu cầu của trẻ, tình hình của nhà trường và đặc thù của địa phương, hướng đến quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Bên cạnh đó, ban tổ chức đã chỉ ra những tồn tại, đề nghị các đơn vị rút kinh nghiệm và khắc phục. Kết quả về phần thi, tổ chức hoạt động giáo dục trường mầm non 2 tháng 4 Cam Ranh đạt giải xuất sắc, trường mầm non Vĩnh Ngọc Nha Trang đạt giải xuất sắc trong phần thi tổ chức hoạt động nuôi dưỡng. 5 đơn vị đạt giải nhì và 5 đơn vị đạt giải ba được khen thưởng. Sáng nay, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Diên Khánh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 với chủ đề đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Đại diện hơn 50 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn bán trú trên địa bàn huyện tham dự.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay tập trung mục tiêu tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ luật pháp về an toàn thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc thực phẩm, tăng cường kiểm tra giám sát công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm. Sau lễ phát động, các lực lượng đã phối hợp tổ chức diễu hành, cổ động, tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm trên các trục đường chính của huyện, qua đó lan tỏa thông điệp sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm chất lượng, an toàn, cũng như thể hiện sự quyết tâm của các cấp ngành đảm bảo an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng năm 2024. Thưa quý vị, trước tình hình thời tiết nắng nóng dễ dẫn đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bệnh truyền qua đường thực phẩm, huyện Khánh Sơn đã tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng cho người tiêu dùng. Trên địa bàn huyện Khánh Sơn có 20 cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, khoảng 450 cơ sở thuộc diện phải ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn. Ngoài ra, tại Khánh Sơn cũng có nhiều hàng quán thức ăn đường phố và cá nhân bán hàng rong tại khu dân cư với đủ mặt hàng từ rau củ quả, thịt cá đến thức ăn sẵn được vận chuyển từ khu vực đồng bằng lên. Hiện nay trên địa bàn huyện có 17 trường học tổ chức bếp ăn bán trú cho học sinh. Đối với các cơ sở giáo dục, nhìn chung đã thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm trong bếp ăn bán trú. Kiểm thực 3 bước đầy đủ, thực hiện đầy đủ, rồi lương mẫu thực phẩm là đầy đủ và lại khi mà kiểm tra các cái nguồn thực phẩm là khi mà giống như mình tiệm phẩm về là thực phẩm là được tươi, ngon và không có cái gì xảy ra với trong trường cả. Hàng năm, huyện Khánh Sơn đều tổ chức các đợt kiểm tra liên ngành, tuyên truyền về an toàn thực phẩm, tập trung vào dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Đồng thời, tổ chức tập huấn về kiến thức an toàn thực phẩm và công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cho chủ các cơ sở và cán bộ, công chức phụ trách công tác này. Hiện tại, địa phương đang đẩy mạnh các hoạt động trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn huyện. Chúng tôi sẽ thành lập tất cả các cái đoàn công tác xuống trực tiếp làm việc với chủ cơ sở kinh doanh, trong đó kiểm tra tất cả mẫu phẩm, kể cả là cái khâu chế biến, kể cả là cái hợp đồng lao động. Đặc biệt là chúng tôi chú trọng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các trường mà có các cháu học bán trú. Thời gian vừa qua thì Ủy ban thị trấn cũng đã kiểm tra 52 cơ sở trên địa bàn và các cái hàng rong cũng như là buôn bán. Hiện nay trên cái tình trạng là buôn bán hàng rong trên cái trước và trong cái trường học cũng như khu vực lân cận ở trường học là cái tình trạng bán hàng rong là đã chấm dứt. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại Khánh Sơn còn không ít khó khăn tồn tại. Đến nay, toàn huyện có khoảng 89% cơ sở sản xuất kinh doanh được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Khoảng 70% cơ sở ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn. Việc xử lý những cơ sở vi phạm được phát hiện qua mỗi đợt kiểm tra chỉ dừng lại ở hình thức nhắc nhở, không xử phạt răn đe. Trên địa bàn huyện chưa có khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung, các cơ sở quy mô hộ gia đình chưa đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm. Còn đối với hàng quán bán rong thì hầu hết không được trang bị kiến thức về an toàn thực phẩm, chưa có đăng ký với chính quyền địa phương, sử dụng các loại thực phẩm nguyên liệu không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng để chế biến thực phẩm. Đây là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các vụ ngộ độc thực phẩm hoặc các bệnh truyền qua thực phẩm. Cơ quan nhà nước tăng cường quản lý trong cái công tác về trật tự đô thị, kèm theo đối với những cái đối tượng hàng rong và ngay cả đối tượng của ngay cả những cái bậc phụ huynh, học sinh, đối với trường nhà trường cũng phải có cái tuyên truyền giáo dục cho phụ huynh và học sinh là sử dụng thực phẩm an toàn. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm, huyện Khánh Sơn kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ địa phương xây dựng cơ sở giết mổ tập trung đủ điều kiện về an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin dự báo thời tiết. Xin kính chào và kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Với khu vực các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Từ khoảng ngày 25 tháng 4 có khả năng gia tăng về cường độ. Dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong ngày hôm nay như sau. Khu vực phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 21 cho đến 37 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 23 cho đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 25 cho đến 39 độ. Các tỉnh thành phố ven biển từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận ngày nắng nóng, riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 25 cho đến 39 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 21 cho đến 37 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 25 cho đến 37 độ. Bản tin dự báo thời tiết đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.